Xin chào các bạn. Trong ngắn hạn thì xu hướng của VN-Index cũng như là các cổ phiếu nhóm ngành được chúng ta tóm gọn ở trong cái file Excel ở phía bên trên màn hình, thì các anh chị thấy là xu hướng đa phần ở đây chúng ta có là cái xu hướng tiêu cực. Tiêu cực là cái diễn biến của một cái xu hướng cổ phiếu giảm, và đa phần là chúng ta thấy là nó mang cái tính chất tiêu cực đối với các cổ phiếu, các cái nhóm ngành. Một số cổ phiếu thì hồi phục trong ngắn hạn, tuy nhiên thì chỉ hồi phục được một phiên và tiếp tục bị điều chỉnh ngược trở lại. Một số các cổ phiếu chúng ta thấy là giữ được cái xu hướng tăng cho đến cái thời điểm hiện tại, đó là hai cái cổ phiếu trong nhóm ngân hàng bao gồm Liên Việt Post Bank và mã cổ phiếu Techcombank TCB. Tiếp theo đó là những cái cổ phiếu của Viettel, ví dụ như là VGI cũng vẫn đang nằm trong cái xu hướng tăng cho đến thời điểm hiện tại các anh chị nha. Ví dụ VGI này ngày hôm nay vẫn giữ được cái nhịp tăng. Rồi nhóm ngân hàng thì có Liên Việt Post Bank này, Liên Việt Post Bank. Rồi tiếp theo đó là TCB, thì mình thấy là chỉ có vài mã cổ phiếu như vậy là cái xu hướng cho đến cái thời điểm hiện tại là nó vẫn còn khỏe để nó giữ được cái xu hướng và cái nhịp tăng trong cái giai đoạn hiện tại. Giữa các yếu tố trên thì các anh chị thấy là các cái chỉ báo cũng như là các cái góc nhìn về mặt kỹ thuật á, thì phiên hồi của thị trường vẫn khá là yếu, không duy trì được cho đến cuối phiên. Do vậy thì cho đến cái thời điểm hiện tại đánh giá của mình thì cái đáy ngắn hạn của VN-Index nó vẫn đang duy trì và vẫn đang cố gắng giảm thêm để tạo nên một cái nhịp đáy trong cái thời gian tiếp theo. Thì cái diễn biến mà thị trường nó giảm như thế này được đánh giá là nó sẽ kéo dài cho đến khi mà kết thúc cái kỳ nghỉ lễ đó, thì mọi thứ được đánh giá là nó mới ổn định dần trở lại. Còn ở trong cái giai đoạn này thì các anh chị chỉ nên chú ý là chúng ta lên cái kế hoạch để chọn cổ phiếu, lựa những cái cổ phiếu để có cái điểm mua thôi. Và mình xin giới thiệu là cái phương pháp mà mình hay đi theo để mình chọn cổ phiếu ở trong những cái nhịp giảm, đó là cái phương pháp đó là ngon, bổ và rẻ. Ngon ở đây chính là chúng ta nói về cái sức khỏe tài chính dựa vào báo cáo tài chính doanh nghiệp của cái cổ phiếu đó. Bổ ở đây tức là cổ phiếu nó phải tạo được lợi nhuận, tức là nó phải có một cái trend tăng dài hạn để nhà đầu tư có thể nắm giữ lâu dài, để nhà đầu tư có thể hưởng được cái cổ tức trong quá trình mà nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu đó. Rẻ là một trong những yếu tố rất quan trọng giúp chúng ta mua không bị bám vào cái vùng đỉnh của một cái cổ phiếu. Ở đây chúng ta sử dụng cái phương pháp là định giá cổ phiếu. Chúng ta cần phải định giá để biết là cái vùng mục tiêu nó ở đâu. Sau khi có cái vùng mục tiêu thì chúng ta cố gắng làm sao mua dưới cái vùng mục tiêu đó để chúng ta tăng cái biên an toàn lên và chúng ta tối ưu hóa cái lợi nhuận. Rẻ là như vậy. Như vậy thì hãy giúp mình là các anh chị cố gắng là sao lọc và chọn được những cái cổ phiếu đảm bảo ba cái bộ tiêu chí này: ngon, bổ, rẻ, để chúng ta mua khi giá cổ phiếu giảm dưới cái mức định giá trị thực và chúng ta nắm giữ. Nắm giữ thì nó có rất là nhiều cái lợi điểm. Các anh chị biết là thứ nhất là chúng ta sẽ hưởng được cái chênh lệch về tăng giá này. Nắm giữ lâu dài qua những cái đợt chi trả cổ tức thì các anh chị cũng hưởng được những cái mức độ chi trả cổ tức của cái cổ phiếu, của cái doanh nghiệp đó. Tiếp theo đó là chúng ta tránh được những cái biến động gây nhiễu trong ngắn hạn của thị trường. Nhiễu trong ngắn hạn, thị trường tăng giảm như thế nào không ai biết được các anh chị nhé. Do vậy thì chúng ta hãy làm mượt cái vấn đề đó đi bằng cách nắm giữ một cổ phiếu dài hạn, tầm nhìn nó dài ra, tầm nhìn nó rộng ra, để chúng ta xóa bỏ đi những cái vấn đề là nhiễu trong ngắn hạn là như vậy. Các anh chị cùng mình chúng ta trả lời các cái câu hỏi trong phần bình luận của các anh chị nhà đầu tư. Các anh chị đang xem live trên TikTok thì các anh chị bình luận vào trong kênh nhé. Những cái cổ phiếu mà các anh chị đang cầm nắm theo dõi hoặc là muốn cái thông tin gì đó thì các anh chị bình luận để chúng ta cùng nhau trao đổi thêm. Câu hỏi của bạn đó là ép định giá giúp con HAH, một cổ phiếu của nhóm mình cảng, cũng là một trong những cái cổ phiếu mà mình rất là thích đầu tư. Nhóm mình cảng thì có HAH, có RMD này, VSC này, là những cổ phiếu mình rất thích đầu tư và nắm giữ trong dài hạn các bạn nhé. Các bạn thì mình sẽ trả lời câu hỏi này đầu tiên. Các anh chị nào có cái cổ phiếu câu hỏi gì thì cứ nhắn ở phía bên dưới các anh chị nha. Như vậy thì theo cái quá trình phân tích thì chúng ta phải xem cái sức khỏe tài chính, báo cáo tài chính của doanh nghiệp trước để các anh chị xem thử nó có ngon hay không, rồi chúng ta tính tiếp. Nhìn vào HAH, thứ nhất là anh chị thấy là về mặt điểm số 6 trên 10 là thang điểm tốt rồi, chỉ cần nó 6 trên điểm là chúng ta đưa nó vào cái danh sách chúng ta lựa chọn đầu tư ngay. Tiếp theo đó là về mặt chi trả cổ tức, các anh chị thấy là 30 với lại 7% quá là tốt đúng không ạ? Cái mức chi trả cổ tức như thế này là cao, phù hợp để chúng ta như thế nào đầu tư lâu dài, chúng ta nắm giữ để chúng ta lấy cổ tức đối với mà cổ phiếu HAH này. Đánh giá của mình là
khác đối với mã cổ phiếu HAH về mặt chi trả cổ tức, về sức khỏe tài chính để chúng ta nắm giữ lâu dài. Tiếp theo đó là cái xu hướng chúng ta phải xét cái xu hướng giao dịch, cái xu hướng vận động của mã cổ phiếu HAH này. Đây là cái kênh xu hướng của HAH, thì các anh chị thấy là cổ phiếu có cái xu hướng là tăng trưởng trong dài hạn. Về trung hạn thì chúng ta thấy là cái nhịp tăng nó bắt đầu từ cuối năm 2022 cho đến thời điểm hiện tại thì cổ phiếu vẫn đang trong cái chu kỳ tăng giá trung hạn này. Những cái vùng kháng cự phía bên trên chúng ta thấy là 47 và 60 là hai vùng kháng cự phía bên trên. Do vậy, xét về cái xu hướng này là mình thấy là cổ phiếu có khả năng tạo được lợi nhuận cho nhà đầu tư nếu như mà chúng ta biết cách mua những cái vùng giá mua thấp dưới cái điểm định giá, tức là cổ phiếu rẻ thì chúng ta sẽ canh mua, chúng ta nắm giữ thì mình thấy là nó đảm bảo tiêu chí cổ tức và cái tiêu chí sức khỏe tài chính trong quá trình đầu tư. Tiếp theo đó là cái việc là các anh chị cùng mình chúng ta định giá cái mã cổ phiếu này để chúng ta biết cái sức khỏe, đúng không ạ? Các anh chị cùng mình nhập cái mã cổ phiếu HAH vào này. Giá hiện tại đang giao dịch quanh vùng 40 các anh chị nhé, quanh vùng 40. Định giá của HAH đang rất là cao. Các anh chị thấy là ít nhất là phải chạm đến vùng 100 này, tức là nắm giữ khoảng thời gian lâu dài 3 cho đến 5 năm á. Còn bây giờ là giá thấp nhất là 40. Như vậy thì với cái định giá này chúng ta thấy là cổ phiếu sau cái nhịp giảm sát về vùng 16 này thì nó bắt đầu nó bò lên và nó chạm vào cái vùng định giá thấp nhất ở đây là 40. Như vậy thì cái việc tiêu chí định giá thấp nhất nó đã đạt được rồi, thì chúng ta vẫn kỳ vọng là nắm giữ lên ở những cái mục tiêu cao hơn. Như vậy giờ vào cái bảng định giá này, các anh chị thấy là HAH là nó vẫn đang rẻ hơn so với định giá trị thực. Và khi mà mua theo định giá thì các anh chị đều biết là chúng ta làm sao cố gắng giúp mình là hạ điểm mua xuống càng thấp càng tốt. Các anh chị nhìn này, ví dụ như chúng ta mua ở vùng 40 hiện tại đi, thì cái biên an toàn nó ở đây, đây là cái biên an toàn và cái biên lợi nhuận, mình thấy như thế này cũng khá tốt, khá là rẻ rồi. Tuy nhiên nếu hạ xuống thêm nữa thì sao? Hạ xuống 35 thì các anh chị thấy biên an toàn và cái lợi nhuận của chúng ta nó ngày càng tốt hơn, đúng không ạ? Đó là cái lợi điểm khi mà chúng ta tham gia định giá cổ phiếu và mua nắm giữ lâu dài. Tức là thị trường càng xấu, cổ phiếu càng điều chỉnh thì là cơ hội để chúng ta chia nhỏ nguồn vốn và chúng ta thăm dò nhiều lần, chúng ta mua vào, chúng ta gom vào, giúp chúng ta làm sao hạ cái giá này xuống rẻ hơn so với cái giá trị thực, để chúng ta nắm giữ lâu dài, chúng ta lấy cổ tức và chúng ta hưởng cái chênh lệch về giá. Nó mới đủ cái độ an toàn các anh chị nha. Như vậy thì đánh giá của mình đối với HAH ở trong cái giai đoạn này thì cổ phiếu vẫn đang trong cái kênh tăng trung hạn này, điều chỉnh hay rung lắc vẫn là cơ hội để chúng ta mua. Và những cái vùng giá mua hợp lý như là vùng 35 này, 35 cộng trừ đó, hoặc là mức thấp hơn nữa đó là những cái vùng 31, 32. Tuy nhiên ở trên vùng khoảng vùng 37, 38 này thì các anh chị có thể mua với tỷ trọng khoảng 10%, thì các anh chị bỏ vào cái danh mục trước. Nếu như có giảm thêm thì các anh chị tiếp tục các anh chị canh mua thêm, cứ năng từ từ cái tỷ trọng lên, không có vội. Cho đến khi cổ phiếu nó điều chỉnh xong, nó tạo được đáy, nó phản hồi thì cái cơ hội và cái lợi nhuận của chúng ta nó sẽ nâng lên theo ha. Đó là mã cổ phiếu HAH các anh chị nha. Trong TikTok thì bạn Ly có hỏi về mã cổ phiếu HDG các anh chị nha. HDG này, anh coi giùm em HDG có giữ được hay không. Đó là cái thông tin, một cái thông tin về mã cổ phiếu. Thứ nhất là mình kiểm tra cái sức khỏe tài chính của HDG trước các anh chị, xem thử nó có ngon hay không thì chúng ta tính tiếp. HDG Hà Đô các anh chị thấy là sức khỏe 6/10, thì cái điểm như thế này là đạt này, cái điểm như thế này là đạt ha, cứ 6/10 là chúng ta thấy là đạt, cổ tức 18%, như vậy thì ổn rồi. Về tiêu chí thì mình thấy là mọi thứ nó ổn về cái sức khỏe, về cái tài chính của con này. Về xu hướng giá, xét về xu hướng giá thì HDG đang giao dịch trong kênh giá giảm trung hạn. Đây là kênh giá giảm trung hạn. Còn nhìn dài hơi hơn, rộng ra một tí thì cổ phiếu HDG duy trì được cái kênh xu hướng tăng dài hạn. Do vậy thì nếu mà chúng ta đầu tư và nắm giữ con HDG lâu dài á, thì mình thấy là rất là đảm bảo, nó tạo được lợi nhuận. Còn về trung hạn, nó đang trong cái đà chỉnh, thì khi mà nó đang trong cái đà chỉnh trung hạn như thế này thì các anh chị muốn mua, các anh chị cố gắng mua cái vùng giá thấp ở những cái vùng hỗ trợ quan trọng một tí thì chúng ta dễ có cái lợi nhuận hơn. Ví dụ như những cái vùng 24.5 này,
chúng ta có thể mua 10% tỷ trọng, mà nó giảm tiếp xuống những cái mốc hỗ trợ quan trọng như là vùng 22 cho đến vùng 20 ấy, thì chúng ta tiếp tục nâng 10% tỷ trọng lên. Chúng ta cứ mua gom ở những cái mốc hỗ trợ quan trọng ấy, thì các anh chị mới an toàn được với những cái dạng cổ phiếu mà đang bị điều chỉnh trung hạn như thế này, đang trong cái vùng điều chỉnh trung hạn như thế này các anh chị nhé. Tiếp theo thì chúng ta định giá xem thử nó có rẻ hay không, tức là mức 25 bây giờ này, 25 cộng trừ bây giờ nó có rẻ hay không. Đó, nó rẻ thì chúng ta mới canh thấp để chúng ta mua, còn nó không rẻ thì rõ ràng chúng ta bỏ qua, chúng ta không mua giá thấp, chúng ta chỉ mua theo kỹ thuật thôi. Anh chị hình dung ạ, chúng ta phải có cái phương hướng để chúng ta mua cho nó chính xác. Mình lấy định giá của HDG thì mình thấy là giá giao dịch đang quanh vùng 25. Thì nếu như mà giao dịch quanh vùng 25 á, thì mình thấy là nó vẫn rẻ hơn so với định giá trị thực của con HDG này. Anh chị thấy là 26 là mức giá định giá rẻ nhất của HDG. Đây là cái phương pháp định giá B trên E 25.8 này. Còn giá trung bình là 45. Do vậy thì nó đang ở quanh mức định giá rẻ nhất rồi. Do vậy thì chúng ta thấy là ở quanh cái vùng 25 này, hoặc là thấp hơn cái vùng 25 là cơ hội, là cơ hội để chúng ta mua theo cái định giá, với mục tiêu hướng lên những cái vùng như là vùng 30, vùng 40 và vùng 45 trong cái thời gian sắp tới. Do vậy thì chúng ta thấy là định giá nó ổn. Khi định giá nó ổn rồi, hãy cố gắng tận dụng những cái nhịp rung lắc như vậy để chúng ta mua giá càng thấp càng tốt. Mình gợi ý là những cái vùng như là vùng 24.5 này, hoặc là thấp hơn là từ vùng 20 cho đến vùng 21. Chúng ta cứ mua 10%, rồi nó xuống những cái mốc đó thì chúng ta tiếp tục gom thêm 10%. Chúng ta gom cho đến khi nào nó tạo thành đáy trung hạn, nó giao dịch và tăng trưởng lên trở lại thì chúng ta ngừng. Đó, thì anh chị thấy là cái thiên hướng của chúng ta là mua khi nó điều chỉnh và nó rẻ hơn so với định giá trị thực. Như vậy thì trả lời cái câu hỏi của bạn là HDG giữ được hay không thì nó cũng tùy cái điểm mua. Trong cái trường hợp mà bạn mua cái vùng giá quá là cao, ví dụ như là bạn lỡ mua đi cái vùng 35-40 đi, thì các anh chị thấy là cái biên an toàn của các anh chị rất là kém. Hoặc là các anh chị mua vùng cao hơn nữa 40 đi, thì các anh chị thấy là biên an toàn rất là kém như thế này nè. Khi biên an toàn nó kém như thế thì chúng ta cố gắng chúng ta quản lý an toàn, quản lý rủi ro trước khi mà chúng ta tính cái chuyện là chúng ta có giữ được hay không, được chưa? Nó tùy theo cái điểm mua. Như vậy thì các anh chị muốn cụ thể thì có thể bình luận cái điểm mua cho mình. Rồi chúng ta tìm hiểu cổ phiếu tiếp các anh chị. Câu hỏi của bạn đó là nhờ anh đánh giá dùm cổ phiếu IDC có tốt về mặt cơ bản hay không, đúng không ạ? Chúng ta kiểm tra sức khỏe tài chính của IDC các bạn. Trên màn hình các anh chị thấy là cái điểm của IDC là 7.5 trên thang 10. Đây là mức điểm cao các bạn nhé. Đây là cái mức điểm cao rồi. Do vậy thì về tiêu chí sức khỏe tài chính thì IDC chúng ta thấy là đạt cái tiêu chí về sức khỏe tài chính của một cái cổ phiếu có nền tảng tốt, dựa và theo những cái đánh giá về hiệu quả quản lý hoặc là những cái tiêu chí định giá nhỏ lẻ khác. Tiếp theo là về mức chi trả cổ tức, thì tổng chi trả cổ tức ở đây là 38%. Thì đây là một trong những mức chi trả cổ tức cao, phù hợp cho nếu như chúng ta có định hướng nắm giữ lâu dài để hưởng về chênh lệch giá, để hưởng về cổ tức, thì cổ phiếu IDC đảm bảo cho các anh chị trong cái trường hợp này. Được chưa? Thanh khoản của nó cũng rất là tốt. Các anh chị giao dịch đầu tư trên vài tỷ, chục tỷ thì nó vẫn đảm bảo cái tính mua bán ra vào thường xuyên. Tiếp theo là về kỹ thuật, chúng ta xem thử cái xu hướng giá của IDC nó vận động như thế nào. Với cái phân tích biểu đồ kỹ thuật của mình thì xu hướng giá của IDC tạo được lợi nhuận cho nhà đầu tư. Các anh chị thấy là nó có những cái chu kỳ tăng, sau đó thì xảy ra những cái chu kỳ giảm. Bây giờ là cái chu kỳ tăng trong trung hạn này. Hiện tại thì có những cái nhịp rung lắc trong ngắn hạn. Do vậy thì những cái nhịp rung lắc ngắn hạn trong chu kỳ tăng trung hạn là cơ hội, vẫn là cơ hội để chúng ta mua. Nếu như thế nào? Nếu như nó đạt được và đủ được cái tiêu chí là rẻ so với định giá trị thực. Còn về cái xu hướng này là mình thấy là trung hạn nó vẫn đang tích lũy và tăng hướng lên những cái vùng như là vùng 63 và vùng 70. Vùng 63 và vùng 70 là cái khu vực đỉnh cũ á. Bây giờ chúng ta thực hiện việc định giá IDC để chúng ta xem nó có rẻ hay không.
nếu nó rẻ hơn so với giá trị thực thì vẫn có cơ hội giảm để chúng ta mua. Chúng ta nhập mã cổ phiếu IDC để chúng ta thực hiện việc định giá. Giá hiện tại đang giao dịch quanh vùng 53 các anh chị nhé. 53 như thế này thì cổ phiếu vẫn rẻ hơn so với định giá các anh chị nhé. Anh chị nhìn này, 53 là giá định giá nhỏ nhất thì nó chạm vào, chắc chắn là nó đang chạm vào rồi. Còn cái vùng định giá mà tầm trung á, trung bình ở đây á, là 70. 70 cái gì nhá. Đây nó định giá là khả năng là hướng về cái khu vực đỉnh cũ tháng 12 năm 21. Đó, thì chúng ta thấy là định giá như thế này là vẫn rẻ hơn so với giá trị thực của mã cổ phiếu IDC rồi. Cổ phiếu này thuộc dạng blue chip nữa. Tức là mua blue chip thì các anh chị yên tâm về cái giá tính thanh khoản rồi những cái tính minh bạch ở trong cái báo cáo tài chính thì nó an toàn để nắm giữ, đúng không ạ? Như vậy thì với cái tiêu chí này thì mình đánh giá là IDC vẫn đang là một cái cổ phiếu tiềm năng trong tương lai, có cái định giá cao hơn so với quanh khu vực vùng 50 vùng giá hiện tại. Như vậy nếu như mà thị trường nó đang xấu và cổ phiếu đang điều chỉnh ngắn hạn thì là cơ hội để chúng ta canh mua ở những cái vùng quan trọng, ví dụ như là những cái mốc như là 50, quanh 50 thì chúng ta có thể giải ngân dần từng phần 10%, rồi tiếp tục xuống những cái mốc quan trọng tiếp theo, ví dụ như những cái mốc sâu ở phía bên dưới vùng 40x như thế này này thì chúng ta tiếp tục rồi chúng ta giải ngân thêm các cái phần tỷ trọng cho đến khi nó điều chỉnh xong và nó tạo được cái vùng đáy trung hạn để nó tiếp tục hướng lên cái vùng định giá trị thực. Đó thì mình đánh giá là IDC đảm bảo và đạt cái tiêu chí để chúng ta đầu tư, chúng ta nắm giữ hưởng cổ tức các bạn nha. Bạn Tuncun 111 có nhắn cho mình ở đây là FPT thì mua giá 95 thì có nên giữ tiếp không anh, đúng không ạ? Chúng ta xem FPT một tí này. FPT bạn mua giá 95 mình đánh giá khá là cao với cái mức độ mua giá như thế này. Thì với 95 thì chúng ta vẫn còn đang lợi nhuận là 17%. Thì cái mức chiết khấu này đảm bảo để em tiếp tục nắm giữ. Thì mình đánh giá FPT là một cái cổ phiếu phải nói là cực kỳ tốt. Các anh chị nhìn vào cái điểm số của FPT để các anh chị biết cái con cổ phiếu này nó tốt như thế nào nhé. Đây, 8.75 trên thân 10, tăng trưởng và chi trả cổ tức cao. Đây là một trong những công ty blue chip, đúng không ạ? Thì vốn hóa rất là tốt, thanh khoản cao, tính minh bạch trong báo cáo tài chính có. Những cái mã cổ phiếu mà chúng ta gọi là nó quyện những cái tiêu chí rất là tốt vào. Do vậy với cái việc mà em mua được vùng giá 95 thì mình khuyến nghị là các anh chị nên tiếp tục nắm giữ đối với FPT. Ở giai đoạn này thị trường dù có xấu nhưng FPT mình thấy là không chỉnh nhiều. Từ cái vùng cao nhất 1.17 thì hiện tại là 1.12 thì mình thấy là chỉnh đâu đó lên quanh 4-5%, không ảnh hưởng và không tác động đến cái việc điểm mua 95 của chúng ta. Thì mình vẫn khuyến nghị các anh chị nên nắm giữ các cái cổ phiếu tốt như FPT. Tại vì trong một cái góc nhìn nó rộng hơn, dài hơi hơn thì những cái cổ phiếu này nó cho chúng ta những cái mức lợi nhuận đáng kể. Quan trọng hơn là tránh ảnh hưởng tâm lý những nhịp giảm ngắn hạn các anh chị nhé. Đó là cái khuyến khích của mình đối với các anh chị nhà đầu tư. Cũng là một câu hỏi tiếp tục liên quan đến cái mã cổ phiếu cũng của họ FPT luôn, đó là con FRT. Thì ở đây bạn có hỏi mình là mã cổ phiếu FRT á, định giá bao nhiêu, rất là hay đối với cái câu hỏi này. Thực tế là mình cũng đang nắm giữ con FRT này ở trong danh mục mình hay sau trong TikTok các anh chị hay xem đó, đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ xem thử cái xu hướng giá của FRT các anh chị thấy này. Đây là một mã cổ phiếu mình thấy là tăng trưởng rất là nóng và đột biến, tức là phải kể đến từ cái giai đoạn tháng giữa năm 2020 cho đến thời điểm hiện tại là những cái chu kỳ chúng ta gọi là cái chu kỳ tăng rất là tốt và tạo được lợi nhuận cao cho các anh chị nhà đầu tư. Khi mà cổ phiếu nó vận động quanh vùng giá 100 các anh chị thì rất là nhiều các anh chị nhà đầu tư là thấy giá 100 là bắt đầu kêu là con FRT này giá mắc rồi, không mua nữa. Tuy nhiên với cái phương pháp định giá của mình, bảy cái phương pháp định giá của mình thì cho thấy vùng giá 100 chưa phải là vùng giá mắc mà nó còn rẻ. Do vậy thì mình mới có cái giai đoạn là mình vẫn tiếp tục mua FRT ở cái vùng 100 này. Và cho đến thời điểm này thì mình thấy là mọi thứ nó rất là ok, cổ phiếu vẫn đang tạo lợi nhuận cho mình 40%.
về xu hướng ngắn hạn. Mặc dù thị trường xấu, tuy nhiên mình thấy là nó chỉnh rất là nhẹ nhàng và có khả năng là bám trên vùng 145, 150 trong thời gian sắp tới, không xấu. Do vậy thì bây giờ mình sẽ mở cái định giá trị thực đối với mã cổ phiếu FRT để các anh chị có thể tham khảo các anh chị nhé. Những cái thông tin này mình chia sẻ hoàn toàn miễn phí, cũng không phải là kéo các anh chị vào nhóm của mình. Tuy nhiên mình chia sẻ để thấy cái góc nhìn đầu tư như thế nào, và các anh chị nếu thích cái phương pháp đầu tư định giá này thì mình thấy cũng rất là hay, và nó có khả năng là giúp cho các anh chị thoát những cái đoàn tâm lý ngắn hạn của thị trường đi. Thì mình thấy vậy rất là tốt các anh chị nhé. Mình chia sẻ ở đây thôi. Anh chị thấy là mình làm rất là nhiều cái định giá ngân hàng, chứng khoán. Ngân hàng định giá rất là khó. Các anh chị lưu ý là ngân hàng định giá rất là khó, tại vì nó liên quan rất là nhiều đến cái dòng tiền, rồi vay nợ, rồi các cái hoạt động liên quan đến dòng tiền của ngân hàng, thì định giá khiến cho cái việc chúng ta định giá ngân hàng rất là khó này. Trong chứng khoán, rồi những cái định giá cũ, thì bây giờ chúng ta tìm cái định giá của con FRT đây các anh chị. Đây con FRT này, các anh chị thấy là nó sẽ nằm ở đây. FRT, FPT này, FRT 2024 này, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta mở cái định giá lên để các anh chị tham khảo nha. Rồi trên màn hình các anh chị thấy là chúng ta có cái định giá của FRT, về điểm là nó đạt ở mức khá, 7 điểm trở lên. Về định giá thì các anh chị thấy là định giá thấp nhất của FRT là 140, được chưa? 7 phương pháp định giá thì cái phương pháp định giá thấp nhất này đó là cái phương pháp B/E, định giá theo cái kiểu B/E. Đó, thì nó định giá con FRT này giá thấp nhất là 140. Do vậy thì cái hồi mà FRT nó còn giao dịch ở vùng giá 100 á, thì mình mới nói là 100 vẫn còn rẻ. Tại vì mức định giá của nó là thấp nhất là đã 140 rồi, thì chúng ta mua 100 thì nó vẫn còn rẻ hơn so với 140. Do vậy thì mình mới có công chuyện là mình mua ở vùng 100. Mà rất nhiều các anh chị khác nhận định là nó đã mắc rồi. Nó mắc hay rẻ thì các anh chị biết là không phải nhìn vào nó 100, giá hiện tại 100 ngàn, 200 ngàn, 300 ngàn, không phải chúng ta nhìn vào đó. Mà chúng ta nhìn vào cái tình hình sản xuất kinh doanh, cái báo cáo tài chính, để chúng ta ước lượng và kỳ vọng xem tương lai nó có khả năng đạt tới đâu. Chứ không phải là chúng ta chỉ nhìn mức giá đang 100 thì chúng ta kêu mắc. Mà còn đang mức nhiều cổ phiếu giá dưới 10 thì các anh chị lại kêu rẻ. Không phải nhiều cổ phiếu giá dưới 10 có 5-6 ngàn một cổ phiếu thôi, nhưng mà nó không rẻ, nó lại cực kỳ mắc, tại vì doanh nghiệp nó làm ăn không có lợi nhuận các anh chị nha, không có lợi nhuận. Do vậy thì mình mới quay lại câu chuyện của FRT, thì nó được định giá vùng 140 thấp nhất và trung bình có khả năng xảy ra đó là 157 các anh chị nha. Do vậy thì mình thấy là cái xu hướng này, giá hiện tại 145 thì vẫn đang có khả năng tiếp tục bám 145, 150 và quay trở lại vùng 157 trong cái thời gian kế tiếp. Đó, thì mình định giá FRT nó trong khoảng đó. Còn có một cái phương pháp định giá tới 170, đó là cái phương pháp VNB này. Phương pháp VNB này, đây là cái phương pháp định giá theo cái kiểu dòng tiền tương lai. Tức là nó xác định là dựa vào cái báo cáo tài chính thì cái dòng tiền của FRT trong tương lai có khả năng là đạt được những mức giá cao hơn. Tuy nhiên thì nó chỉ có một phương pháp này định giá được thôi. Còn lại thì giá trị trung bình nó nằm quanh 157, 160 thôi các anh chị nha. Thấp nhất là 140. Đó, thì để cho các anh chị tham gia và các anh chị tham khảo cái vấn đề định giá của con FRT này. Nhìn như vậy tuy nhiên rất là mạnh và rất là khỏe. Dù giá đã cao, giá đã 145 rồi, giá 145 rồi. Tuy nhiên định giá vẫn cho chúng ta thấy là con này vẫn còn khá là tốt và khá là rẻ trong cái thời gian sắp tới, cũng như là những cái diễn biến tiếp theo ở trong tương lai các bạn nha. Rồi, mình sẽ có cái công việc bận một tí, do vậy thì mình sẽ tạm ngừng cái phiên live ở đây.